là cái hoa tuyết mai. Hoa này ở chợ này là tôi bán 5 năm rồi. Tất cả mọi người dân người ta đang mua cái hoa này về chơi Tết. Nói chung là tầm này so với năm ngoái là cũng gọi là tất cả mọi người dân người ta đang đi mua để về để bán Tết. Vừa là đi xem giá, vừa là mua để bán Tết. Nói chung là lượng mua năm nay cũng như năm ngoái thôi. Mọi năm thì em vẫn đi hàng năm ấy, nhưng mà năm nay thì em thấy hoa cũng đẹp, mà được cái là giá cả ở thị trường nó cũng rẻ hơn so với mọi năm. Mà nhưng mà năm ngoái thì nó đông hơn, đông đúc hơn năm nay, hay là tại vì do mình đi sớm ấy. Thế cho nên là đi không đông mấy thì cũng thích, không phải chen chúc nhau hay gì cả.